Xin chào anh em, hôm nay là 24 âm lịch rồi. Mỗi dịp Tết đến xuân về thì nhu cầu sắm sửa của mọi người rất là cao. Các chị em bỉm sữa thì đã thấy sắm sửa tới tấp rồi. Còn các anh em thì sao? Nhận thấy smartphone là một thứ không thể thiếu trong cuộc sống của mỗi người. Và như các anh em đã thấy thì trên bàn của mình hiện tại đang là 3 smartphone đến từ Apple. Đây là chiếc iPhone 6 Lock này, iPhone 6S Lock và iPhone 6 Plus Lock. Đây là 3 chiếc máy đang được bán chạy nhất tại ClickBuy và đang được mọi người quan tâm đến rất là nhiều. Vậy tại sao nó lại như vậy? Thì hãy cùng mình vào clip này để tìm hiểu nhé. Và những lý do để bộ ba này đang dần cháy hàng tại ClickBuy trong dịp Tết này thì mình nghĩ đầu tiên đó chính là đến từ thương hiệu Apple. Nhắc tới Apple là một thương hiệu được coi là đẳng cấp, sang chảnh bởi một thiết kế bắt mắt này, hệ điều hành iOS dễ dàng sử dụng, phù hợp với tất cả mọi người. Và đây là 3 chiếc smartphone hoàn hảo về thiết kế này, mạnh mẽ về cấu hình và rẻ về giá. Nhắc tới giá, hiện tại chiếc iPhone 6 Lock này đang bán ở ClickBuy với mức giá là 4.690.000. Chiếc Apple iPhone 6S và 6 Plus ở đây đồng mức giá với nhau là 6.490.000. So với bản quốc tế thì giá của 3 chiếc máy là rẻ hơn từ 2 cho đến 3 triệu đồng. Còn so với máy mới thì nó rẻ hơn từ 4 đến 5 triệu đồng. Các bạn thắc mắc một điều là những chiếc máy lốc như thế này thì có những lỗi như là kiểm tra tài khoản này hay là sóng sánh có ổn định hay không? Thì các bạn hãy yên tâm, và chiếc iPhone 6 Plus đây hiện tại đang chạy phiên bản đó chính là iOS 9.3.2. Đây là phiên bản iOS có thể jailbreak và fix full lỗi cho các bạn, và các bạn có thể sử dụng như máy quốc tế. Còn chiếc iPhone 6S ở đây đang là iOS 10 hiện tại với eSIM tại ClickBuy. Khi mà các bạn lắp SIM ghép này vào thì các bạn vẫn có thể dùng như là máy quốc tế, cho nên các bạn không phải băn khoăn gì nhá. Và tại sao đến cuối năm rồi thì mọi người lại có nhu cầu là đổi cho mình một chiếc điện thoại mới này hay mua cho mình những thứ mới? Bởi vì theo quan niệm của người Việt Nam, Tết đến xuân về, năm cũ qua năm mới đến thì những cái gì mới sẽ mang lại nhiều điều may mắn hơn trong năm tới. Kèm theo đó chính là bởi mức giá cực kỳ tốt của 3 chiếc điện thoại đang có mặt tại ở đây. Chỉ với 5 triệu đồng các bạn đã có thể sở hữu cho mình đó chính là chiếc Apple iPhone 6 ở đây. Còn với 6 triệu rưỡi thì các bạn có thể sở hữu cho mình một là chiếc iPhone 6S, hai là chiếc 6 Plus. Vì đây là 3 chiếc máy cũ, vậy nên các bạn sẽ phải chọn cửa hàng là uy tín để chọn lựa cho mình những sản phẩm tốt. Khi các bạn mua hàng ở ClickBuy với 3 chiếc máy cũ như thế này thì các bạn sẽ được tặng gói bảo hành iCare Plus. Với gói bảo hành iCare Plus thì các bạn có thể được một đổi một trong vòng 9 tháng cho tất cả các sản phẩm như là iPhone 6S, iPhone 6 Plus, iPhone 6. Với tất cả các sản phẩm cũ thì các bạn có thể được một đổi một trong vòng 9 tháng. Và khi mua máy thì các bạn còn được tặng kèm là SIM ghép này, ốp lưng cường lực, một bộ sạc cáp được bảo hành 12 tháng. Và đó chính là những lý do mà mình chia sẻ với các bạn tại sao 3 chiếc máy này đang là 3 chiếc máy bán chạy nhất tại ClickBuy trong thời gian sắp Tết như thế này. Các bạn có thắc mắc ý kiến gì thì hãy để lại phía dưới comment cho mình biết nhé. Còn video của mình đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Nhớ like và subscribe kênh YouTube của mình để được xem những video mới hơn nhé. Xin chào. Yeah, don't forget, it's darkest before the dawn. Just like a base.